Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Trọng Thơ đã quay lại thực tế dự án ở BKMX Trơn Thành với tổng diện tích 4.633 ha. Và trước mặt Trọng Thơ là chợ Minh Thành đang được xây dựng mới để di dời chợ cũ Minh Thành vào đây để mở rộng tuyến đường Minh Thành An Long ra mặt đường rộng 25m. Và hiện tại khu vực này chạy thẳng hướng cấp 2 của Trọng Thơ sẽ về An Long, Phú Giáo, Bình Dương. Và ngay cả hôm nay Trọng Thơ đang chỉ đây đó là chợ Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay và sẽ được di dời vào hai chợ mới đang xây đây ạ. Dọc quốc lộ 14 người dân đã sinh sống đông đúc. Và hiện tại khu vực Trọng Thơ phân phối với diện tích 5 x 30, 10 x 30, 5 x 35, 5 x 40 với giá sơ khai chỉ có 8 triệu trên mét vuông tùy theo vị trí. Và chúng ta được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng sau khi công chứng, sổ hồng riêng từng nền. Và trước mặt camera Trọng Thơ đó là một khách hàng đã xây dựng trong cái quỹ đất của mình. Và hiện tại khu vực này đang cho xây kiosk, phòng trọ cho thuê, kinh doanh buôn bán tại mặt tiền đường N3B. Và trước mặt camera lẽ trái chúng ta sẽ về 3 trường học Minh Thành, trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành, cách vị trí Trọng Thơ đang đứng chỉ có 150m. Và đây là Ủy ban Nhân dân xã Minh Thành, chóp tôn màu xanh, cách vị trí Trọng Thơ đang đứng chỉ có 150m. Tiện ích xung quanh, dân cư sống đông đúc, hãy liên hệ với Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để được đi xem thực tế dự án và chọn cho mình những vị trí đắc địa nhất, sinh lời nhuận nhanh nhất tại BKMX Trơn Thành. Chúc quý khách hàng thành công cùng tập đoàn BKMX và đồng hành lâu dài cùng anh em bất động sản Kim Cương. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video sau. Chúc quý khách hàng thành công rực rỡ. Xin cảm ơn.